À, hôm nay ngày 20 tháng 5, Linh với Minh lại có trò chơi mới. Bà mang cái dây ra. Anh Minh đã biết buộc dây thắt lơ. Đấy, anh Minh đã biết làm. Anh Minh hì hụi anh Minh làm được cái dây buộc thắt lơ. Bây giờ hai anh em đang chơi ở trong nhà. Đấy. Này này Minh, Linh không được nghịch vào đấy. Nào, Linh báo mà này, anh Minh đi đây này. Anh Linh đi, anh Minh đi, Linh không được bám lung tung ngã đấy nhá. Nhớ chưa? Trò chơi này rất là thú vị. Nhưng mà anh Minh khỏe, anh Minh là phải đi từ từ thôi. Minh bảo Linh bám vào. Linh hát đi. Bắc kim thang đi. Linh hát to vào. Linh vừa hát Linh còn múa nữa cơ. Hát đi, hát to vào. Chú bán rau qua cầu bị té. Hát đi. Mẹ nhà Nga ở nhà hôm nay giặt thảm, giặt giặt mành, giặt rèm, mang rèm nặng đi giặt bốn cái thảm to đấy, gần 30 cân, chắc là cũng phải mất khá khá tiền, chắc cũng phải mất đến 700-800, nhưng mà cũng phải ăn chơi thôi, một vài năm giặt một lần. Lần sau mà thay cái máy giặt thì mua cái máy to luôn. Đây là tác phẩm của bà đấy. Đây là tác phẩm kéo dây này của bà đấy. Được anh Minh kết hợp này. Anh Minh giỏi lắm. Bà kéo đi. Anh Minh giỏi lắm. Hai anh em ở gần nhau nào, lùi lại. Linh bám vào, Linh phải nhớ bám vào, không anh làm ngã đấy. Hôm nay bà cho thấp xuống rồi. Oh, đồ chơi nó tự đổ à. Chơi thích không? Hey. Hai bạn tạm tạm biệt, chào bà nào. Quay ra. Nào. Chào bà, xong lại lúc nãy quay vào thì lại phải quay ra. Nó mới đúng, đúng rồi. Chứ không nó quắn vào nhau. Bám vào. Linh phải nhớ, Minh phải luôn luôn nhớ ở trong đầu là cái này rất chơi, trò chơi nguy hiểm. Là Minh phải đi rất nhẹ nhàng. Không em đi nhanh một cái là em bay ra khỏi ghế luôn. Là trò chơi và ghế ra đồng thùng rác luôn. Bay như con chim ấy. Nào, video tạm dừng nào. Chào bà nào, hai anh em chào bà. Linh nào. Chào bà. Chà, làm đẹp nào, kim chi nào, Linh làm kim chi nào. Ờ, đúng rồi, giỏi lắm.